chùa, đi vô chùa cúng là thầy làm đi đúng không? Dạ. Thầy đúng không? Dạ chị, cho hỏi chị tên gì và chị đến từ đâu ạ? À? Tại ở Tân Quy, ở tên Tân Quy. Chị tên gì ạ? Tên Nguyệt. Đó, chị nói tên Tân Quy, chị tới đây mà chị thấy bất bình quá, chị thấy công an xã thì dựng ở đây, với công an thì ở đây không có dàn xếp được, để có thu xếp được, không dàn xếp gì được hết trơn. Để có dàn xếp, không thu xếp gì được hết để làm loạn lên. Huyện Củ Chi giờ tính ra huyện Củ Chi giờ có tiếng quá trời. Giờ chùa chiền ít ra người tới lưu lên, giờ chùa họ chùa chiền họ bể rồi. Thôi, họ chùa chiền bây giờ họ bể chùa chiền, như các Phật tử bây giờ cũng vậy. Phật tử bây giờ tới chùa chiền cũng vậy. Đến chùa hơn đến chùa đó, hơn chùa đó giờ tới sư thầy bây giờ coi cái đồng tiền dữ lắm. Em vô chùa em ca cúng dường, em vô chùa em lại Phật lại đầu. Giờ vô chùa thì ta phải coi cái túi tiền của em. Thầy đứng gõ gõ chuông gõ mỏ chứ thầy coi cái túi tiền của em đó. Coi số tiền của em nhiều không? Nhiều thì thầy đứng thầy gõ chuông, thầy thấy em không cúng dường là thầy có chuông cho em đâu. Em ra đi em về thầy có chào niềm nở với em đâu. Bây giờ em đừng nói xuống vô chùa, đi vô cúng chùa cúng dường, cúng là cúng cho thầy đó. Thầy mua xe hơi, thầy mua đất mua đai rồi. Rồi trong khi mình đi xe hơi có mấy trăm triệu, mà trong khi thầy đi xe hơi 1 tỷ mấy 2 tỷ không. Và trong khi nó mình nói thì nói thì phiên vậy thôi, chứ ai cũng làm gì làm, tới chùa ai cũng làm gì làm, chứ giờ mình nói cũng không được. Thì ra mình vô chùa mình đi với bệnh viện mình làm phước, mình bỏ ra mấy chục triệu mình làm phước cho người ta. Mình làm phước là cái ca mà mổ xẻ đó, mình mổ xẻ mình thấy cái khó khăn quá mình cho 10 triệu 5 triệu người ta mổ xẻ, tức là mình cứu người ta. Này vô chùa cái đưa vô chùa 20 triệu 50 60 triệu, rồi đưa thầy đi mua xe hơi, thầy đi mua gom tiền lại thầy đi mua xe hơi 1 tỷ mấy 2 tỷ. Trong khi thầy chùa đất quá trời mà nhà mình không miếng đất cầm dùi, mà hỏi ra đi vô chùa cúng dường mấy chục triệu, vô chùa cúng dường mấy chục triệu là họ mượn danh thôi. Họ phải họ tu gì họ có tu có đúng, họ ỷ tiền hết gì họ tu có đúng, họ làm phước là phước có đúng. Làm phước là những người làm phước là vô bệnh viện hoặc là những người khó khăn ta bệnh tật quyền là mình làm phước. Ở vô chùa cái cúng dường mấy chục triệu làm giàu cho chùa, làm giàu cho thầy không, và thầy đi ta xe hơn tay ga được không. Bây giờ chùa chiền nào cũng vậy hết, vô cúng dường là mấy chục triệu, rồi thầy đi mua xe hơn, thầy mua đất mua đai, thầy gom góp thầy mua đất mua đai. Giờ những người bệnh già bệnh tật rồi thì không giúp cho người ta, giúp cho người ta mình cũng được cái phước vậy. Dạ chị cho em biết là chị có quan niệm gì về ngôi chùa này vậy? Tại vì thấy ngôi chùa này, tại vì thấy thầy nó làm một xoáy linh tâm của mình, thấy thầy làm xoáy linh tâm của mình. Nếu mà tính ra thầy đạo đức con người đó là thầy làm cái cách đó đâu, thầy làm cái cách đó. Thầy hỏi ra ai vô thầy nói cúng dường cho thầy cái này, ai vô chùa thầy cúng dường cho thầy cái cúng dường cái kia, tự làm phóng tâm người ta cấm cúng người ta cúng. Thầy cái đòi hỏi rồi đi vô chùa thầy cúng dường cho thầy cái này đấy cái kia nọ, rồi những người ta khó khăn người sao người ta cúng thầy cúng vốn thì vô với Phật chiến Phật chiến đầu, mà thầy nó vô cúng dường cho thầy đi thì thầy cho vô thì nó thầy làm gì có được không. Rồi những người nghèo giống như sao nghèo gì sao, cho những người nghèo ấy rồi vô chùa thầy đâu có thích đâu. Những người nghèo ta vô chùa thầy đâu có tiếp đâu, thầy cho ngồi hoài vậy đó. Thầy cho ngồi hoài đó. Những người nào có tiền thì vô thầy ngồi thầy tiếp thì rồi. Rồi á, như công an xã đây, công an huyện đây cũng vậy nữa, công an huyện Củ Chi đây, công an xã đây thì nhờ công an xã với công an huyện dàn xếp giùm. Để gì đó Củ Chi tiếng tâm quá trời, để Củ Chi đâu thầy đâu thịt chó. Củ Chi về làm không có dàn xếp được thì công an xã, công an huyện không có dàn xếp được cái gì trên để giết cái chùa nó loạn lên. Để giúp chùa loạn lên vậy rồi cái ghé mang tiếng Củ Chi, mang tiếng về Củ Chi đi chùa Củ Chi thầy ăn thịt chó rồi nè. Thì nhờ chính quyền ra can thiệp dùm, nhờ chính quyền giải quyết dùm. Chứ huyện Củ Chi mà huyện Củ Chi mà huyện không có sàn xếp mà không có cái xã, huyện không có dàn xếp để dùm. Cứ làm cho thầy nổi tiếng làm loạn lên vậy đó, rồi đồn thầy ăn thịt chó ở Củ Chi. Về đất Củ Chi hỏi thầy ăn thịt chó là ta chỉ. Thầy là cái nhờ chính quyền can thiệp dùm, về chính quyền giải quyết dùm chứ. Chứ để gì không mà để được, chính quyền không có dẹp được. Thậm chí cái chùa nhỏ mà chính quyền còn dẹp không được, mà lấy chùa lớn. Mấy chùa nhỏ gì mà còn dẹp không được, mà lấy chùa lớn gì. Chùa nhỏ mà công an huyện, công an xã còn chưa dẹp được, làm gì chùa lớn dẹp được. Dạ chị cho em biết á, là cái câu nói thầy chùa ăn thịt chó đó, chị có cái vấn đề gì xung quanh cái thầy ăn thịt chó mà? Thầy ăn thịt chó thì thầy ai cũng dường thì thầy ra cái đấy. Cúng thịt thì thầy ăn thịt, cúng tôm thì ăn tôm, cúng rắn thì thầy ăn rắn, cúng gì cũng thầy ăn lấy. Nói gì cúng dường thì thầy ăn gì thầy ăn lấy, thầy đâu có nói là chai mặn. Dù hổm thầy nói chai mặn, bây giờ thầy đổi là thầy không có chai mặn gì hết, thầy ăn bình thường. Đó. Thì ai cúng dường thầy ăn cái nấy.
chứ thầy không nói là riêng một thầy ăn thịt chó, thầy cúng ai cúng cái gì, Phật tử cúng cái gì thầy ăn cái đấy. Là bây giờ cái nói gì mà thầy nói mà cái này cái kia là thì tính ra nó là thô lỗ quá, thầy làm cái trắng trợn quá đi, tính ra là thầy làm cái trắng trợn rồi, rồi dân bá tánh người ta tới đây người ta chỉ cầu xin đốt nhang đốt đồ mà thầy làm kiểu đó là thấy nó quá đáng, nó quá đáng. Rồi những Phật tử trong chùa, những người ở ngoài người gì vô chùa thôi, đi cúng dường chùa này 50 triệu 30 triệu dốt cuộc đó, làm gì chi mình cúng dường á, là trong khi mình thấy những người tật quyền vô bệnh viện đâu đó, mình thấy á, mình cho người ta 3 triệu 5 triệu người ta mổ xẻ qua cái cơn bệnh đau của người ta, chứ vô chùa và mượn cái danh với chùa đó để vô cúng dường mình làm gì chi, mình làm gì đâu có đúng đâu. Giờ chùa nó gom góp tiền lại rồi đi mua xe hơi, trong khi mình đi xe hơi có mấy trăm triệu, mà trong khi thầy đi chùa xe hơi 1 tỷ mấy 2 tỷ, mình coi cái bản thân của mình đỡ đi, có mình coi bản thân mình lại, mình xét bản thân mình lại coi chùa làm gì, cái mình làm gì có đúng không. Và trong khi mình đi xe 40-50 triệu 700-800 triệu, và trong khi thầy đi một xe 1 tỷ mấy 2 tỷ không tay ra không, rồi cha mẹ mình bỏ bộ lăng bộ lóc mà hôi vô chùa cũng mấy chục triệu trong chùa, làm gì mình có đúng không. Mình vô mình đi mình cúng chùa, cúng chùa tiền đồ á, mấy chục triệu trong chùa là mình coi những người nghèo bệnh tật đâu đó, cứ người nghèo bệnh tật đâu, mình cho người đó 2 triệu 3 triệu là mình được cái phước, giờ Phật mới chứng cho mình được. Chứ mình vô chùa mà mình chưa bỏ vô mấy chục triệu Phật đâu có chứng đâu. Giống như cho ngày mấy số Phật đâu có chứng đâu. Phật đâu có chứng, Phật đâu có chứng được cái đó. Phật chỉ chứng là chứng cái tâm của mình thôi. Chứ Phật đâu có chứng là chứng mà bỏ tiền vô chùa mấy chục triệu là Phật chứng đâu, không có đâu. Về còn gánh cái nghiệp thêm á. Mình bỏ vô chùa mấy chục triệu á, mình cúng dường vô chùa mấy chục triệu mình về mình gánh cái nghiệp thêm. Thì cái Phật đâu có chứng mình đâu. Phật đâu có chứng mình bỏ vô chùa nó cúng dường mấy chục triệu, Phật đâu có chứng. Phật nói con làm gì là chưa có đúng. Con cúng dường là con diễn người bệnh tật bệnh quyền, tưởng nhà đi vô bệnh viện mổ xẻ cái ca mổ của người ta khó khăn, mình cho người ta 5 triệu 3 triệu là cái cơn đau của người ta, mình làm vậy Phật mới chứng cho mình làm vậy là Phật mới chứng cho mình. Chứ mình làm đi vô chùa bỏ tiền cho mấy chục triệu vô chùa là Phật đâu có chứng đâu, tức là con giả tạo giả dối, lòng tâm của mình là giả tạo giả dối thôi. Làm vậy là về còn gánh cái nghiệp thêm nữa, mình bỏ vô chùa mấy chục triệu mình đó mình còn giật gánh nghiệp thêm. Về nhà thấy cảnh gia đình mình thấy gánh nghiệp thêm không? Như vậy theo như chị nói là không nên bỏ tiền vô chùa phải không chị? Đừng nên bỏ tiền vô chùa mấy chục triệu. Mình cái người ta đó, những người khó khăn, bệnh tật, bệnh viện đâu đó, bệnh viện mổ xẻ đâu đó, mình tới đó mình cho người ta 5 triệu, 3 triệu, người ta mổ xẻ qua cái cơn đau cơn bệnh của người ta. Cái cơn đau cơn bệnh của người ta. Rồi không khí người sinh ăn sinh mài là mình giúp đỡ được cái 500 triệu đâu đó, mình còn được cái phước đức. Mà còn được Phật chứng cho mình nữa. Được Phật chứng cho mình. Chứ mình bỏ tiền ra mình làm vậy Phật đâu có chứng mình đâu. Phật cái chứng là chứng cái tâm của mình thôi. Cái tâm mình làm đúng thì Phật chứng. Cái tâm mình đừng ý có tiền đồng tiền bỏ vô chùa mấy chục triệu là cái tâm mình chưa có đúng. Về nhà còn phải có chuyện. Về nhà là gặp nạn. Bởi vì Phật nói đâu có chứng cho mình đâu. Phật đâu có chứng cho mình. Phật chỉ chứng là cái tâm của mình. Cái tâm mình làm đúng không? Mình làm nó đúng. Đó là mình ủng hộ cho chùa. Rồi. Và chùa thầy mới lấy tiền đó mới mua đất, mua đai, vậy mua xe hơi, mua đồ. Trời chị. Rồi chị có nhận xét gì về thầy ăn thịt chó mà? Thì qua chỉ là nói phiên với thầy mà vậy thôi. Qua phiên với thầy, thầy giảm bớt cái mà Phật tử lại thầy cúng dường, không cúng dường cho thầy hay nữa. Thầy giảm bớt cái đó là ai tới thầy thì thầy không cúng dường cho thầy đi. Giờ không cúng dường cho thầy này đâu có tiếp đâu. Giờ Phật tử lại bắt là đâu lại nói chuyện với thầy thì đâu có tiếp. Những người nào mà cũng ủng hộ cho thầy, viện trợ cho thầy, chúng thầy tiếp. Chúng đồng hành. Những người nào khó khăn là không có thầy có tiếc lắm. Thì hoang mang vậy thôi, là mình đi góp ý vậy thôi. Chứ thầy muốn làm gì thầy làm, thầy muốn ăn gì thầy ăn, thầy mặc kệ với thầy. Thầy muốn ăn gì thầy ăn, thầy mặc kệ thầy, thầy muốn làm gì thầy làm, thầy đi góp ý gì thầy vậy thôi. Qua chủ yếu là góp ý thầy là làm phải làm cho đúng. Mình làm đẹp cái đường nói của mình là cũng đừng quá sai, quá chạch, quá bậy. Tại vì thầy còn cái chia cách, ngăn cách, cái nghèo, cái khổ mới tới thầy, ta mới giếng thầy, người ta mới thắp hương. Chứ giàu có ai mà tới thầy thắp hương chi? Người ta giàu có, người ta đã tới thầy chi? Ta nghèo khổ, ta thắp hương, ta đến giai ta cầu xin Phật thì nữa cho thầy. Cái này mà thầy nói thầy coi thầy, cái ai nghèo thì thầy coi đã hoài. Giàu thì thầy vô, thầy thì giàu thầy cho vô. Ai mà đối xử cúng dường cho thầy thì cho vô. Mà những người nghèo thì thầy cho ngồi ở hoài. Thầy dành cái đúng không? Rồi em. Nếu mà bỏ tiền như cúng dường cho thầy, cúng dường cho thầy phải coi là cái tánh của thầy, cái chân linh của thầy
cái chùa thầy như thế nào. Chứ hỏi ra đi vô cúng dường cho thầy mấy chục triệu, hoặc 20 triệu, 30 triệu, giờ dạo thóc viện trợ cho thầy. Mình làm gì là mình chưa có đúng, mình chưa có đúng, bởi vì thầy còn tiếp xúc với kiểu còn cao thấp lắm. Thầy công việc. Ai vào thì thầy cho vô, thầy tiếp. Dạ. Nghe thì cho thầy cho áo quần. Thì làm gì là đúng. Nếu mà lại làm đúng tình đúng nghĩa thì ai cũng phải được gì hết. Dạ. Vào nghề bất cứ bình đẳng với nhau mới gọi là đúng là thầy, cái đúng là tư cách của thầy. Thì thầy vào thì thầy cho vô, nghe thì thầy cho ở ngoài cổng.